Lời đầu tiên, con xin kính gửi đến toàn thể quý vị, cô dì chú bác, các anh các chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Và sau đây, con xin kính gửi đến quý vị một ca khúc, một nhạc phẩm được mang tựa đề Ca Dao Tình Mẹ. Xin quý vị cùng nghe ạ. Xin quý vị cho một tràng tay lớn được không ạ? Cảm ơn rất nhiều. Như đường mía.